Ta đừng nôn nóng, chúng ta đã đồng hành cùng với gia đình Bắc Hai trong vòng hơn một năm trong cái sự việc của chè rồi, đúng không ạ? Đấy, mọi người, ông Đức Vy biết rằng mọi người vẫn còn rất là nhiều cái tình thương, tình cảm cho gia đình Bắc Hai. Nhưng mà chúng ta bây giờ là ngoài chờ đợi ra thì chúng ta cũng không biết ra làm gì cả. Đấy. Và Hồng Đức TV cũng mong rằng là mọi người hãy tiếp thêm nhiều cái nguồn sức mạnh hơn nữa. Tại vì đối với bây giờ bà con trẻ mà gây áp lực ngược lại với gia đình Bắc Hai, nó như vậy nó sẽ phản tác dụng. Đấy. Nếu như bây giờ mà chúng ta mà gây áp lực ngược lại với gia đình Bắc Hai thì cái con đường công lý, cái chặng đường đi tìm sự thật ấy thì nó càng khó khăn. Đấy, vì là gia đình Bắc Hai, nó thật đấy mọi người rằng là cái nỗi đau, nỗi khổ của người ta thì chúng ta không thể nào biết được. Đấy, Hồng Đức TV cũng đã chia sẻ với quý bà con cô bác em rất là nhiều. Bản thân gia đình Bắc Hai, bản thân anh Vũ là người hiểu rõ hơn bao giờ hết, là người muốn biết rõ kết quả hơn bao giờ hết. Thì họ là người trực tiếp mất tiền, mất của, mất con và bà con có bác em. Nên sao, tại sao là nhiều người nói rằng là gia đình Bắc Hai không làm gì cả, gia đình Bắc Hai cứ như vậy thì làm sao mà sáng tỏ được, gia đình không làm được ấy mọi người. Vì rằng là gia đình Bắc Hai không phải là cái thế chủ động, mà gia đình Bắc Hai là cái thế bị động. Đấy, vì gia đình Bắc Hai không có quyền, không có sức mạnh, không có cái gì trong tay thì làm sao mà làm cái thế chủ động được bà con anh em. Bây giờ gia đình Bắc Hai chỉ biết trông chờ vào cái sự công bằng của pháp luật thôi, biết vào trông chờ của những người cầm cán cân nảy mực thôi. Đấy, còn ngoài ra gia đình Bắc Hai cũng chỉ biết là cầu mong cái sự ủng hộ của quý bà con có chân của đồng bào. Đó là những cái sức mạnh còn sót lại mà gia đình Bắc Hai có thể bấu víu vào. Chứ còn để gia đình Bắc Hai mà nói rằng là ngày hôm nay anh Vũ lên, ngày mai anh Vũ lên 424 thì cũng không giải quyết vấn đề gì. Người ta có giấy hẹn đàng hoàng. Nếu như mà cái khoảng thời gian đó họ vẫn chưa có tiến triển gì, không cho gia đình Bắc Hai bất cứ một cái vấn đề gì, thì anh Vũ mới lại tiếp tục đi thúc ép người ta. Còn bây giờ người ta đang hẹn một tuần hoặc 10 ngày, nửa tháng hay một tháng, thì gia đình Bắc Hai phải chấp nhận cái điều đó, phải chấp nhận đợi chờ hết cái khoảng thời gian đó. Đấy, thì chúng ta mới lại tiếp tục làm những cái vấn đề tiếp theo được. Chứ bây giờ anh Vũ làm sao mà cứ ngày cứ ở trên đấy được trì chiến được. Như vậy nó thật, mọi người chưa đi tìm công lý xong thì sức khỏe anh Vũ đã bị đào mòn rồi. Tại vì rằng gia đình Bắc Hai lên trên chỗ đó không phải là gần mà rất là xa, di chuyển rất là vất vả. Nhá mọi người nhá, Hồng Đức TV đã trực tiếp về tận nhà Bắc Hai rồi. Đấy, cái quãng hành trình đi về đó nó rất là gian nan và vất vả, bà con xem nó không hề thuận lợi một tí nào cả. Xe cộ nó cũng không hề thuận lợi, mọi người cũng phải hiểu điều đó. Và bản thân anh Vũ bây giờ cũng như là những người thân trong gia đình Bắc Hai cũng cần phải đi làm, đi kiếm tiền chứ ạ, để trang trải cuộc sống. 58 triệu tiền lãi, bà con xem rằng là nếu như cứ đi kiện tụng như vậy thì lấy tiền đâu ra mà trang trải, lấy cái gì để mà chi phí. Nên là bà con cô bác anh chị em, mọi người sốt ruột bao nhiêu thì gia đình Bắc Hai còn sốt ruột đấy bấy nhiêu. Đấy, bà con cô bác anh chị em ạ. Cái vấn đề là trong những ngày vừa qua là ông Đức có về chỗ nhà Bắc Hai đó, thì có điều nuối tiếc rằng là bây giờ là trong gia đình của Bắc Hai đó, đấy thì có mỗi mình chị Hà là kinh tế khá giả thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ chị ấy mất rồi, những cái thứ chị ấy để lại gia đình Bắc Hai cũng không dùng được mọi người nhá. Những cái thứ chị Hà để lại bây giờ đó, gia đình Bắc Hai cũng không dùng được bất cứ một cái thứ gì, kể cả từ cái ngôi nhà mà bây giờ mà chị trước khi còn sống chị ấy mua đó. Đồ đạc trong đó rất hiện đại, căn nhà rất chỉnh chu, nhưng mà gia đình Bắc Hai không được động bất cứ một cái gì, không được ấy một cái gì ấy, bà con xem. Xả quanh cái này vào cái sàn đa năng thôi, cái áo quanh cái sàn đa năng. Gia đình Bắc Hai không có được dùng bất cứ một cái gì cả. Bây giờ là căn nhà đó vẫn bị khóa, không có ai lên, gia đình Bắc Hai cũng không lên nữa. Đấy. Và bản thân gia đình Bắc Hai kể từ khi chị Hà mất, và kể cả trước khi mà chị Hà sống ấy, gia đình Bắc Hai cũng không biết là chị Hà có tài sản là bao nhiêu, chị Hà có gửi ngân hàng hay không, có sổ tiết kiệm hay không, có cho người nọ vay cho người kia vay hay không. Gia đình Bắc Hai khởi như là không hề nắm bắt được một cái gì, và cho đến thời điểm hiện tại khi mà chị mất rồi. Đấy. Và cái số tiền mà trong két sắt bây giờ cũng chưa được công bố là nó có chính thức, nó có phải là 13 triệu như anh Tuấn chia sẻ hay không. Nhá bà con xem. Và tất cả những cái bộ nữ trang của chị Hà bây giờ cũng không tìm ra cái tung tích ở đâu cả. Đấy, để cho mọi người thấy rằng là chị Hà khi chị còn sống, khi mà hai đứa con chị ấy còn rất là nhỏ, thì được gia đình Bắc Hai, được ba người em, một người anh, hai người anh và một người em chăm sóc. Nhưng đến khi chị ấy có làm ra tiền rồi, làm ra bạc rồi, có tiền có của rồi, thì gia đình Bắc Hai lại không hề được bất cứ một cái gì của chị Hà cả. Đấy, để bà con có xem hiểu được là cái nỗi đau của gia đình như thế nào. Khi mà chị ấy còn sống thì gia đình hỗ trợ chị ấy nuôi con, trông con. Đấy, cho đến khi bây giờ chúng nó lớn rồi. Nhưng bây giờ khi chị mất rồi thì lại gia đình lại phải bước vào một cái cuộc chiến rất là lao đao, cuộc chiến pháp lý, cuộc chiến công bằng và cuộc chiến đi tìm sự thật. Đấy. Ông Đức mong rằng là những lời chia sẻ như thế này sẽ mang tới cho bà con xem sẽ có một cái góc nhìn nó chiều sâu và tổng quát nhất về những cái sự việc gia đình Bắc Hai đang trải qua.
Đó. Chứ thật sự ra là chúng ta nhìn trên mạng xã hội, chúng ta nghe người này nói, nghe người kia nói thì cũng chưa thể nào bằng được cái người thật sự trực tiếp về với gia đình bác Hai, được nghe gia đình chia sẻ, được nghe gia đình tâm sự. Đấy, còn có những cái câu chuyện mà nó chỉ là những cái câu chuyện nội bộ trong gia đình thôi, Hồng Đức cũng không thể nào mà chia sẻ lên đây một cách công khai được, tại vì đó là cái chuyện riêng tư. Đấy, nó cũng không có liên quan tới cái sự việc của chị Hà hay liên quan tới cái bản bí ẩn, nhưng mà đó là một cái góc nhỏ trong cái cuộc sống sinh hoạt đời thường của gia đình bác Hai, toàn bộ những người thân hiện tại bây giờ. Đấy, để mọi người biết được rằng là gia đình bác Hai khổ là như thế nào. Đấy, khi mà con có tiền rồi thì không được hưởng. Đấy, chị Hà chưa kịp báo hiếu bác Hai thì chị Hà đã ra đi rồi. Khi mà gia đình khó khăn nhất, chị Hà khó khăn nhất, thì gia đình bác Hai lúc nào cũng là cái hậu phương vững chắc. Đấy, để giúp cho chị Hà vững tin, có động lực để mà đi kiếm tiền nuôi mình, nuôi con. Đấy, đến bây giờ là hai đứa con của chị Hà, anh Tuấn anh có trách nhiệm gì đâu. Dù là trong những thời gian vừa rồi bé Kim Linh có những cái lời tuyên bố mà có khả năng là khiến cho anh ấy bị chạnh lòng, vì dù sao là bé Kim Linh cũng là con ruột của anh đấy, nhưng dù sao là cái tình cảm cha con mà. Đấy, vì là anh Tuấn không có tình cảm với hai đứa nhỏ cho nên là anh ấy mới mặc kệ, bỏ mặc. Kể từ khi mà xảy ra sự việc, anh Tuấn mới hỗ trợ được gia đình 5 triệu, nhưng mà gia đình bác Hai không lấy bất cứ một đồng nào của anh Tuấn cả. Thì hôm nọ ông Đức có về nói chia sẻ với gia đình rằng bây giờ là anh ấy hỗ trợ bao nhiêu bác cứ cầm cho con, vì đó là cái trách nhiệm của anh ấy. Ở đây là anh ấy gửi tiền về để mà hai đứa nó trang trải cái tiền sinh hoạt, chứ không phải là anh ấy gửi tiền về nuôi bác. Đấy, nên là bác cứ nhận cho con. Đấy, nếu như bác không nhận thì là hai đứa nó sẽ chịu thiệt. Sau này anh Tuấn anh có cớ, ừ đấy, tôi gửi tiền về nhưng bà ấy có nhận đâu, bà ấy có lấy đâu. Như vậy là bác lại có một cái tiếng nữa. Nên là bây giờ dù sao anh Tuấn anh có gửi 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng bác cứ cầm cho con. Đấy, vì là tiền này anh gửi về nuôi con anh ấy, chứ không phải là anh gửi tiền về nuôi cho bác, nên là bác không có về, không phải hề sợ cái vấn đề đó. Đấy, Hồng Đức không có nghe bác lời chia sẻ rằng là anh Tuấn có hố, có gửi về 5 triệu cho gia đình. Đấy, nhưng mà gia đình bác Hai không lấy. Đấy, Hồng TV nghĩ rằng là chẳng có tội gì mà không lấy cả. Đấy, tại vì rằng là với cái 5 triệu không phải là số tiền nhỏ, à không phải số tiền lớn, nhưng đây là cái trách nhiệm của anh ấy với hai đứa nhỏ. Đấy, chứ không phải là anh ấy gửi tiền về mà nuôi bác. Đấy, Hồng Đức có chia sẻ với bác Hai cái điều đó. Đấy, chẳng tội gì mà không cầm mà con có bác anh chị em ơi, đúng không ạ? Đấy, thì thật sự ra là nói chung là cái sự việc của gia đình bác Hai này nó liền một lúc, nó có hai cái vụ việc nó song song với nhau, và cái vấn đề nào nó cũng hết sức là nghiêm trọng. Từ cái vụ việc của chị Hà kéo dài 1 năm trời cho đến bây giờ cái bà bí ẩn này cũng mấy tháng rồi. Đấy, nhưng mà chúng ta vẫn nhìn thấy rằng là nó tất cả chỉ là con số không chuẩn chính, vẫn chưa có bất cứ một cái xê dịch nào cả, đúng không bà con có bác xem. Đấy, thì cũng nhiều người nói rằng là nó chìm xuồng rồi, nó bị chìm rồi, nó bị dìm rồi. Đấy, dìm thì thật sự ra là cái đấy là cái suy nghĩ của chúng ta thôi, còn cái vấn đề thật sự nó như thế nào thì chắc chắn là các lực lượng chức năng phải có một cái câu trả lời cho gia đình bác Hai. Đấy, anh Vũ cũng nói rồi, bây giờ lực lượng chức năng người ta đang trong quá trình là đang trong quá trình điều tra để củng cố lại cái vụ việc của chị Hà. Tại vì rằng là ngay từ thời điểm chúng ta đưa chị Hà lên, chúng ta không có bất cứ một cái bằng chứng nào, không có bất cứ một cái vật chứng nào, cái đăng chứng nào, đúng không ạ? Đây là một cái vấn đề rất là khó khăn. Đấy, rồi tiếp đến như cái vụ việc của bà bí ẩn cũng thế mà thôi. Dù là có biên lai, có lịch sử chuyển tiền, có người trực tiếp chuyển tiền, nhưng mà mọi người thấy không, nó vẫn là con số không chuẩn chính. Đấy, nên là bà con có bác anh chị em hãy cứ bình tâm, cứ kiên trì, cứ đợi chờ đợi, đồng hành cùng gia đình bác Hai. Đấy, mọi người lúc nào mọi người thấy rằng là cái sự việc này nó vẫn đang trong quá trình đợi chờ thì mọi người có thể tìm những câu chuyện khác. Đến khi mà anh Vũ thông báo hay là tất cả những anh em chia sẻ những cái điều mới, những cái bước ngoặt mới trong cái sự việc lần này, thì bà con xem lại tiếp tục đồng hành cùng gia đình bác Hai. Vì rằng gia đình bác Hai bây giờ phải dựa vào sức mạnh của cộng đồng mạng rất là nhiều. Đấy, cái câu chuyện của chè nó đã đi nhạt đi rất là nhiều, nó phải phai rất là nhiều, nhưng chính vẫn được một số bộ phận khán giả đông đảo theo dõi cái vụ việc này, cho nên là cho đến ngày hôm nay nó vẫn chưa bị chìm xuồng đó. Bà con trong Hồng Đức có thể nhấn mạnh với mọi người đây là câu chuyện này nhờ một sự khích lệ, một sự quan tâm rất là lớn của quý bà con trong, cho nên đến ngày hôm nay nó vẫn chưa bị chìm xuồng, nó vẫn có một cái sức nóng nhất định nào đó ở một bộ phận khán giả. Đấy, để giúp cho lan tỏa cái thông điệp này, lan tỏa cái câu chuyện này của gia đình bác Hai tới nhiều người hơn nữa, để giúp cho sức hút của câu chuyện không bị giảm sâu. Nếu như cái câu chuyện này nó bị giảm nhiệt đến mức độ mà chúng ta không kiểm soát được, thì có lẽ rằng chúng ta sẽ còn rất là lâu mới biết được là gia đình bác Hai sẽ như thế nào,
và cái câu chuyện này nó sẽ đi đâu về đâu, hay là nó như là một con thuyền giữa cái đại dương mênh mông và không bao giờ tìm được cái bến đỗ. Đấy, như bây giờ là như bây giờ hiện tại bây giờ là nó vẫn có phương hướng, chúng ta vẫn xác định được là cái phương hướng, cái đường lối, đấy, cái cách làm của gia đình Bắc Hai là như thế nào. Còn nếu như mà nó giảm nhiệt đến mức mà chúng ta không kiểm soát được thì lúc đó là chúng ta không còn cái điều gì để nói nữa, và sẽ không còn ai để cập nhật được cái gia đình của Bắc Hai nữa, bà con có xem. Vì rằng là chúng ta cũng chỉ theo dõi đến một thời gian nhất định, mà nếu như mà nó không có kết quả, nó cứ kéo dài rồi năm này năm kia năm này năm kia thì dần dần nó sẽ bị như vậy đấy mọi người. Đấy, thì chúng ta cùng chờ đợi những cái diễn biến, những cái kết quả tiếp theo trong cái quá trình làm việc mà anh Vũ có mặt tại Sài Gòn, có mặt tại Hồ Chí Minh này là các bạn đấy, để xem là anh Vũ sẽ mang đến cho chúng ta những cái thông tin như thế nào, và cái quá trình làm việc của anh ấy tại Sài Gòn nó sẽ diễn ra làm sao. Đấy, thì đây cũng là những cái điều mà bà con xem đang rất là quan tâm. Hồng Nước TV cũng như là một số anh em nữa cũng đang ở trên Sài Gòn rồi, anh Vũ mà có tiếng là anh em cũng sẽ đón, sẽ giúp đỡ anh Vũ những cái điều mà anh cần thiết, anh ấy thiếu cái gì anh em sẽ hỗ trợ mức tối đa nhất để làm sao mà anh ấy có một cái thuận lợi đấy làm việc ở trên này. Bà con có bác anh chị em ạ. Đấy, thì thật sự ra để mà nói rằng là cái vụ việc của chị Hà nó cũng kéo dài rất là lâu rồi. Đấy, bản thân Hồng Nước TV cũng đã đồng hành cùng với bà con có trang trong gần một năm trời rồi, cũng đã trải qua rất là nhiều biến cố, lúc thì cũng bị đeo dọa, lúc thì bị thế nọ, lúc thì bị thế trai, nhưng mà dù sao kết thúc lại là Hồng Nước TV cũng được nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý bà con có bác anh chị em, và đặc biệt quan trọng hơn nữa là mình cũng đã thành có nghĩa là thực hiện được cái tâm nguyện đấy, là về tận nơi bình thắp cho chị ấy mình nén hương, về tận nơi tìm hiểu được cuộc sống hiện tại của gia đình Bắc Hai là như thế nào, tất cả những thành viên trong gia đình Bắc Hai ra làm sao. Đó là cái việc lớn nhất mà Hồng Nước đã làm được thông qua cái sự việc của gia đình chị Hà đấy, và có bác anh chị em. Đấy, thì cái thông tin nó là như vậy. Đấy, tuy rằng là trong cái luồng live này nó vẫn chưa có nhiều cái điều mà bà con có bác anh chị em mang tới, nhưng mà đây cũng là một cái góc nhỏ mà ông đi muốn mang tới cho quý bà con chị em, để mọi người hiểu rõ hơn về cái sự việc, để mọi người hiểu rõ hơn cái vấn đề thật sự nó nằm ở như thế nào. Không phải là gia đình Bắc Hai không muốn can thiệp sâu, mà gia đình Bắc Hai đang ở một cái thế bị động, không phải là cái thế chủ động, tất cả đều phải phụ thuộc vào cái quá trình làm việc của các lực lượng chức năng. Đấy, thì cũng mong mọi người hiểu cho ở cái vấn đề đó. Thì trước khi kết thúc cái buổi live tại đây, thì Hồng Đức cũng như là em Thiện và tất cả các anh em cũng xin cảm ơn quý bà con có bác trên rất là nhiều trong thời gian vừa qua, thì vẫn luôn tin yêu đồng hành cùng với các anh em trong cái câu chuyện của gia đình Bắc Hai. Đó là một cái nguồn sức mạnh rất là to lớn mà anh em nhận được quý bà con xem. Hy vọng rằng là trong thời gian tiếp theo thì mọi người vẫn giữ luôn được cái ngọn lửa như thế này để mà tiếp xúc nhiều cho anh em. Đấy, để anh em đồng hành cùng gia đình Bắc Hai, đồng hành cùng với mọi người, khi nào mà công lý công bằng nó được thực thi. Đấy, và tất cả những cái điều chúng ta mong muốn nó sẽ thành sự thật. Một lần nữa không biết thì hơn, kính chúc quý bà con có bác anh chị em có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.